be the one. Chào mừng các bạn đến với những điều kỳ thú của PMPL Việt Nam mùa 2, nơi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các tuyển thủ đã và đang làm được những gì trong giải đấu lớn nhất của PUBG Mobile Việt Nam. Và giờ hãy cùng đến với số đầu tiên. Chúng ta đã đều biết Soas của Talenti là MVP của tuần 1, cùng với VGM Tom, Hai, Posture, AMC Frankie 16 và MTD Ge là 5 tuyển thủ có nhiều hạng mục nhất tuần. Dễ thấy trong top 5 này không có bất kỳ một gương mặt nào của Box Gaming. Tuy nhiên, nhà vua của chúng ta bằng cách nào đó vẫn xuất hiện trong danh sách top 5 đội tuyển có nhiều hạng mục nhất tuần. Những cái tên đứng trên Box lần lượt là Talenti, FFQ, Infinity IQ và VGaming. Trong khi bằng một cách nào đó Box Gaming lại là đội đứng thứ 4 về sát thương tổng, FFQ mới là đội đứng thứ 5. Tình huống này khá tương tự với mùa 1 khi Box Gaming không nổi trội ở mặt cá nhân. Bù lại họ vẫn thi đấu đầy chắc chắn và luôn giữ cho mình thứ hạng và điểm số cao. Ở góc độ trái ngược, danh hiệu Thiên sứ Hòa Bình thuộc về Sam của Korean Real. Điều này đóng góp không nhỏ vào danh hiệu đội tuyển thân thiện của chính Korean Real ở thời điểm hiện tại. Chúng ta có lẽ không nên khai thác thêm về điều này vì những người đóng góp cho Hòa Bình thường không phải để lưu danh. Lính đánh thuê Zico trong màu áo Fame Esports sau nhiều mùa giải thi đấu chuyên nghiệp dường như đã tìm ra mình một thú vui mới, đó là bắn người trong xe. Anh là người duy nhất có được 2 lần ăn mạng khi đối thủ vẫn đang phi như bay trên đường. Nó còn ảnh hưởng lớn đến những người đồng đội khi Fame Esports có đến 5 lần làm được điều này, vượt xa tất cả các đội tuyển còn lại. Danh hiệu y tá chuyên cần của PMPL Việt Nam mùa 2 tạm thời rơi vào trong tay Behin của BR Team. Tuy nhiên, thành tích này có lẽ không phải điều các tuyển thủ tham dự giải đấu yêu thích cho lắm. Dù gì thì bị ăn đạn cũng không phải điều vui vẻ gì. Y tá mùa trước là Ghe của Man United Esports hình như đã đổi nghề sang mảng đớp thính dạo. 5 là số lần tuyển thủ này đập hòm thành công trong tuần 1. Hành trình bắn giải của Ghe lần này có vẻ đã êm đẹp hơn rất là nhiều. Ngoài ra, với việc được đồng đội ưu tiên loot nhiều nên Ghe luôn có sẵn nhiều đồ chơi để thoải mái thể hiện kỹ năng bóng rổ trong game. Bằng chứng là anh có đến 9 lần net kill thành công, cao vượt trội so với phần còn lại. Thước cao của Infinity IQ trên bảng xếp hạng có lẽ không chỉ đến từ việc họ có nhiều trí tuệ như tên đội, mà còn rất chịu khó chăm chỉ làm việc. Bằng chứng là cả 4 thành viên đều đứng đầu trong hạng mục di chuyển. Vừa qua là một số điều về các tuyển thủ đang làm được tại PMPL Việt Nam mùa 2. Các con số không nói dối, tuy nhiên đằng sau nó là rất nhiều thứ mà các đội tuyển còn chưa thể hiện hết. Sẽ còn rất nhiều điều thú vị nữa còn chờ đón các bạn trong những ngày thi đấu tiếp theo của giải đấu. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các chương trình tiếp theo của PUBG Mobile Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Giải đấu PUBG Mobile Pro League Season 2 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 1 tháng 9 đến 20 tháng 9 trên các kênh sóng của PUBG Mobile Việt Nam. Với sự góp mặt của các đội tuyển chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, hãy đồng hành cùng chúng tôi để tìm ra tân vương cho chiếc cúp vô địch PMPL Season 2 các bạn nhé! Muốn trở thành nhà vua, bạn phải đánh bại nhà vua! Hãy nhấn like ngay fanpage PUBG Mobile Esports Việt Nam và chọn thông báo để có cơ hội nhận các phần quà miễn phí cũng như cập nhật những thông tin mới nhất về các giải đấu thể thao điện tử đỉnh cao.